Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 10, văn phòng thư ký hạt Kentucky cho biết địa phương này đã phải tạm ngừng sử dụng máy bỏ phiếu điện tử vào ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Quyết định này được đưa ra sau khi có một cử tri khiếu nại vì cô muốn chọn ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump nhưng không thành công. Sau nhiều lần thử lại, kết quả lại ra ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris. Cử tri này sau đó cũng đăng đoạn video mình bỏ phiếu lên các trang mạng xã hội. Ngay sau sự việc trên, thư ký hạt Tony Brown xác nhận đã nắm được thông tin này, đồng thời cho biết khi đơn vị bầu cử kiểm tra lại các máy bỏ phiếu điện tử, nhưng lỗi như trong đoạn video lại không xảy ra. Văn phòng thư ký hạt cũng cho đăng tải một video về việc máy bỏ phiếu hoạt động bình thường khi chọn các ứng viên. Cũng theo ông Brown, vấn đề trên có thể xảy ra khi cử tri chạm vào khu vực lựa chọn giữa hai ứng viên. Ông Crow cũng nhấn mạnh rằng cử tri vẫn có thể kiểm tra lại sự lựa chọn của mình sau khi lá phiếu được in ra, nếu chính xác có thể bỏ phiếu vào máy quét để ghi nhận phiếu bầu. Sự việc trên được ghi lại tại một điểm bỏ phiếu sớm ở thành phố London, thuộc hạt Laura, một nữ cử tri không thể lựa chọn ứng viên mình muốn bầu. Tuy nhiên, sau khi được các hướng dẫn viên hỗ trợ cử tri này đã hoàn tất quá trình bỏ phiếu. Ông Grau thông tin thêm, không có khiếu nại nào thêm về máy bỏ phiếu điện tử và cử tri đã xác nhận chọn đúng ứng viên trên nhiều phiếu bầu của mình. Hạt Laura là thành trì của đảng Cộng hòa ở Kentucky. Năm 2020, ông Trump đã đánh bại đối thủ đương kim tổng thống Joe Biden ở hạt này với tỷ lệ hơn 5-1 và giành chiến thắng ở bang Kentucky với cách biệt gần 26 điểm phần trăm. Phó tướng Kamala Harris và cựu tổng thống donald trump đang tích cực vận động tại các bang giao động trong đó cả hai ứng viên đang tăng cường đội nhận diện thông qua các cuộc vận động trực tiếp các chương trình truyền hình và kênh postcard đến thời điểm hiện tại các cuộc thăm dò chỉ ra bà harris và ông trump đang bám đuổi nhau sát nút trong khi cử tri đã quen thuộc với ông Trump vì ông đã giữ chức vụ tổng thống trong 4 năm từ 2017 đến 2021 và tái tranh cử lần thứ hai, thì bà Harris cũng không phải là gương mặt xa lạ với chức vụ đương nhiệm là phó tổng thống Mỹ. Trong nỗ lực thu hút cử tri bầu cho mình thì bà Harris đưa ra thông điệp Nước Mỹ sẵn sàng có nữ tổng thống da màu đầu tiên. Bám đuổi sát nút Kết quả cuộc thăm dò do Brighter Ipsos vừa công bố cho thấy khoảng cách giữa phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump chỉ còn ở mức 44%, 43%. Kết quả cuộc thăm dò được Reuters Ipsos thực hiện trong 3 ngày, kết thúc ngày 29 tháng 10, cho thấy hai ứng viên cơ bản ngăn bằng nhau trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Cuộc thăm dò có biên độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm theo cả hai hướng dù bà Harris dẫn trước ông Trump trong mọi cuộc thăm dò do Brighter Ipsos thực hiện đối với các cử tri đã đăng ký kể từ khi bước vào đường đua vào tháng 7, nhưng khoảng cách dẫn trước của bà liên tục thu hẹp kể từ cuối tháng 9. Trong đó, 47% người tham gia cuộc thăm dò cho rằng ông Trump là ứng viên có cách tiếp cận tốt hơn trong các vấn đề kinh tế, giải quyết tình trạng thất nghiệp và tạo việc làm, trong khi đó chỉ 37% chọn bà Harris. Kinh tế là một thế mạnh của cựu tổng thống Mỹ xuyên suốt thời gian bầu cử cũng theo cuộc khảo sát 26% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất, coi việc làm và nền kinh tế là vấn đề cấp bách nhất của đất nước. Trong khi 24% chọn vấn đề cực đoan chính trị và 18% chọn nhập cư. Ông Trump cũng có lợi thế lớn trong vấn đề nhập cư khi ông đưa ra những đề xuất cứng rắn như trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Khoảng 48% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề nhập cư là tốt nhất trong khi 33% chọn bà Harris. Về phần bà Harris có lợi thế hơn trong cách xử lý vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị, khoảng 40% cử tri trong cuộc thăm dò cho biết bà có cách tiếp cận tốt hơn để xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, trong khi 38% chọn ông Trump. Thay đổi chiến lược từ khoảng giữa tháng 10, bước vào chặng nước rút, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thay đổi chiến lược tranh cử của mình để giành thêm sự ủng hộ từ cử tri nam và cử tri Đảng Cộng hòa. Đồng thời bà cũng tăng cường công kích cựu tổng thống Donald Trump sau khi ông giành lợi thế trong các cuộc thăm dò mới nhất. Một cố vấn của bà cho biết sau nhiều tuần tập trung vào chính sách trong chiến dịch tranh cử, bà Harris sẽ trở lại với hình ảnh một công tố viên điều này được kỳ vọng sẽ chứng minh sức mạnh của bà trong mắt cử tri đặc biệt với những người có thể bị thu hút bởi hình ảnh mạnh mẽ của ông trump trước đó bà harris cho biết chính dịch của bà đã sẵn sàng cho kịch bản ông trump tuyên bố chiến thắng trước thời hạn trong quá trình kiểm phiếu với việc ông trump phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự đang chờ xử lý khi cạnh tranh với bà harris nhà trắng đã rất cẩn trọng không can thiệp vào các vấn đề pháp lý của đảng cộng hòa Đến nay, khoảng 18 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu qua thư hoặc trực tiếp, chiếm hơn 10% tổng số vào năm 2020. Một số cuộc thăm dò dường như đang đưa ra cho Đảng Cộng hòa, người ở tuổi 78 là ứng cử viên lớn tuổi nhất từ một đảng lớn trong lịch sử Mỹ, một lợi thế nhỏ gần đây, nhưng tất cả đều nằm trong biên độ sai số. Dù kết quả thế nào, cử tri Mỹ sẽ tiếp tục bỏ phiếu bầu nhà lãnh đạo mới vào ngày 5 tháng 11 đâu là thời điểm họ sẽ bầu ra nữ tổng thống đầu tiên của đất nước hoặc đưa trở lại việc cựu tổng thống vốn bất ổn vào Nhà Trắng. Bà Harris có làm nên lịch sử Phó tổng thống Kamala Harris cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với Harley Jackson của NBC News, rằng bà không lo ngại rằng chủ nghĩa phân biệt giới tính có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào tháng tới, và bà nghĩ rằng đất nước đã sẵn sàng cho một phụ nữ da màu vào Nhà Trắng. Phó tướng Harris Hãy đến các sự kiện của tôi và bạn sẽ thấy có cả đàn ông và phụ nữ đều tham dự. Tôi hiểu rằng cử tri Mỹ, bất kể giới tính nào, đều muốn biết rằng tổng thống của họ có kế hoạch giảm chi phí, rằng tổng thống của họ có kế hoạch bảo vệ nước Mỹ trong bối cảnh vị thế của chúng ta trên toàn thế giới. Phó tướng nhấn mạnh, mọi tầng lớp trong xã hội của đất nước chúng ta Tôi nghĩ rằng một phần quan trọng trong cuộc bầu cử này thực sự không chỉ là lật sang trang mới, mà còn khép lại trang cũ và chương cũ về một kỷ nguyên cho thấy người Mỹ đang bị chia rẽ. Nếu giành chiến thắng, bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên và người da màu thứ hai đắc cử Tổng thống Mỹ. Gần 186,5 triệu người Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới để bầu ra tổng thống thứ 47 của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc đua tổng thống không phải là cuộc đua duy nhất trên các lá phiếu bầu cử của Mỹ. Các cử tri cũng sẽ sử dụng quyền của mình để tìm người lấp đầy các vị trí cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Trong cuộc đua liên bang, cử tri sẽ bầu ra tổng thống và các thành viên của hai viện cấu thành nên quốc, Hạ viện và Thượng viện. Cuộc đua Hạ viện Cử tri tại 50 bang của Mỹ sẽ bầu ra các thành viên của Hạ viện. Tổng cộng có 435 ghế và mỗi ghế được bầu lại sau mỗi 2 năm. Số lượng thành viên Hạ viện được phân bổ của mỗi tiểu bang được xác định theo dân số của tiểu bang đó. Do đó, nếu một tiểu bang mất hoặc tăng cư dân trong một cuộc điều tra dân số, tiểu bang đó sẽ mất hoặc tăng ghế trong Hạ viện. Trong số đó sẽ có đại diện từ 6 khu vực không có quyền bỏ phiếu trong Hạ viện, được gọi là đại biểu hoặc ủy viên thường trú, đại diện cho các vùng lãnh thổ của Mỹ. Dù không có quyền bỏ phiếu, thông qua hoặc phản đối các dự thảo, nhưng họ vẫn được hưởng đặc quyền và tham gia vào một số chức năng khác của Hạ viện. 6 khu vực này bao gồm đặc khu Colombia, Puerto Rico, vùng Samoa thuộc Mỹ, Guam, quần đảo Bắc Mariana và quần đảo Virgin các nghệ sĩ Hạ viện sẽ được bầu 2 năm một lần. Tranh ghế Thượng viện Mỹ Trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri sẽ được tham gia bỏ phiếu cho 33 ghế Thượng viện chiếm khoảng 1 phần 3 trong tổng số 100 ghế. Đặc biệt, có một ghế sẽ được quyết định trong một cuộc bầu cử đặc biệt. Mỗi tiểu bang có hai đại diện tham gia Thượng viện. Thành viên Thượng viện của các bang không phụ thuộc vào quy mô dân số như Hạ viện. Hiện nay, Thượng viện đang có 49 đảng viên Cộng hòa, 47 đảng viên Dân chủ và 4 đảng viên độc lập, bao gồm nghị sĩ Bethany Sanster từ Vermont, nghị sĩ Asgoskin từ Maine, nghị sĩ Joe Marching từ Tây Virginia, nghệ sĩ Kristen Sinema từ Arizona. Phó Tổng thống Mỹ sẽ đảm nhận chức vụ chủ tịch Thượng viện, có vai trò chủ trì các phiên họp của Thượng viện và bỏ phiếu quyết định. Bên cạnh việc bỏ phiếu về luật, Thượng viện phải xác nhận việc bổ nhiệm của Tổng thống đối với các thành viên nội các, thẩm phán tòa án tối cao, các thẩm phán liên bang khác và đại sứ. Trong cuộc đua Thượng viện hiện tại, 8 bang chiến địa bao gồm Montana, Wisconsin, Ohio, Nevada, Pennsylvania, Michigan, Arizona và Texas, trong đó 7 ghế Thượng viện tại các bang trên do đảng Dân Chủ nắm giữ, chỉ có một ghế hiện thuộc về đảng Cộng Hòa các cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện được coi trọng bởi bất kỳ đảng nào kiểm soát quốc hội sẽ nắm ưu thế khi thông qua luật hoặc kiểu luật nào đó. Điều này sẽ tác động trực tiếp tới chương trình nghị sự của Tổng thống. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất xoay quanh cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.